Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập trong sách bài tập cánh diều bài 6. Chúng ta qua câu 50. Tính giá trị của biểu thức. Câu A. 1.000 chia cho 125 nhân cho 35 thì sẽ bằng. Thì trong cái biểu thức này chỉ có phép chia và phép nhân nên chúng ta cứ thực hiện từ trái sang phải. 1000 chia cho 125 thì chúng ta được 8. 8 nhân cho 35 thì chúng ta được là 8324 8540 chúng ta được 280. Câu B Câu B là 2.121 cộng cho 12 nhân cho 21 chia cho 21. Thì câu B này có cách làm rất là ngắn nhưng mà cách đó hiện tại các bạn chưa học. Cho nên là thầy sẽ làm theo đúng những cái cách mà các bạn đã học. Rồi sau đó thầy sẽ giới thiệu thêm cái cách ngắn đó và cách ngắn đó các bạn sẽ được học ở lớp 8. Thì mình biết rằng là có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. Nhưng mà trong ngoặc lại có dấu cộng và dấu nhân thì mình sẽ thực hiện dấu nhân trước. Cho nên là bây giờ mình sẽ thực hiện bạn này đầu tiên. Mình có là 2121 cộng cho hai bạn này nhân với nhau. Thì 21 nhân cho 12 chính là bằng 21 nhân cho 10 cộng cho 2 mình nhân nhanh mình nhân nhậm đó các bạn 21 nhân 10 là chúng ta, chúng ta được là 210 21 nhân cho 2 thì chúng ta được là 42 như vậy thì chúng ta được là 252 252 đó thì đây cũng là một cái cách để mà chúng ta nhậm còn không thì các bạn cứ việc đặt phép tính ra để các bạn tính các bạn cứ đặt, đặt phép tính là 21 nhân cho 12 thì các bạn cũng sẽ được là 252 Rồi tiếp theo mình sẽ thực hiện trong dấu ngoặc này. 1 cộng 2 là 3. 2 cộng 5 thì chúng ta được là 7. 1 cộng 2 thì chúng ta được 3. Viết lại số 2. Chia cho 21. Sẽ bằng. 23 mà chia cho 21 chúng ta được 1. Còn dư 2. Hạ 7 xuống. 27. 27 mà chia cho 21 chúng ta được 1. Còn dư 6, hạ 3 xuống, 63 chia cho 21, chúng ta được 3. Đó là mình chia nhẩm. Xong câu B. Bây giờ thì câu B thầy làm theo cách của lớp 8 nha, cách mà các bạn chưa học nhưng mà thầy cũng giới thiệu thêm thì cho các bạn nắm. Thì lúc này là số 2121 2, mình thấy là nó có thể chia hết cho 21 ở đây có số 21 này. Ở đây lại có số 21 này, số 21 này. Chỗ đây 21 này. Cho nên là thầy sẽ tách số 2121 ra nha. Thầy tách số 2121 là thành 21 nhân cho 101 cộng cho 12 nhân cho 21 chia cho 21. Đó. Lúc này mình thấy là a nhân b cộng cho a nhân c. Thì theo Tính chất kết hợp giữa phép nhân và phép cộng. Chúng ta sẽ được là A nhân cho B cộng cho C. Và lúc này, 21 chia cho 21 là hết. Được chưa? Vậy chúng ta còn lại là 101 cộng 12. Chúng ta được 113. Đó, chúng ta cũng đạt được cùng kết quả. Nhưng mà với cách làm này, chúng ta đỡ tính toán mình chỉ nhẩm thôi ha, mình đỡ tính toán đây là cái cách mà lên lớp 8 các bạn sẽ được học và số 113 là số điện thoại gặp cảnh sát ha mình nếu mà mình gặp những trường hợp đặc biệt như là bị bắt cóc này nọ chẳng hạn thì lúc đó các bạn hãy gọi 113 nếu được nha rồi chúng ta xong câu b Rồi chúng ta qua câu C. hai ba bốn nhân hai cộng một sáu chín chia cho 13. ba thì trong biểu thức này có dấu nhân dấu chia và dấu cộng thì chúng ta sẽ thực hiện dấu nhân và dấu chia trước thì chúng ta sẽ được là bốn sáu tám nhân vào chúng ta được bốn sáu tám còn đây chia cho 13 thì chúng ta được là 1, 3, 9 chia 13 chúng ta được 3, mình được 13. Rồi bây giờ mình cộng lại, mình sẽ được là 4, 6 cộng 1 là 7, 7 với 1 này là 8, 8 cộng 3 là 11. Chúng ta được 4, 8, 1. Các bạn đừng bắt trước, thay cộng nha, các bạn cộng từ 8 cộng 3 trước ha. Rồi chúng ta xong câu C. Câu D. 57 trừ cho 24 chia cho 3 nhân cho 4 cộng cho 17 bằng Thì trong biểu thức này chúng ta có dấu trừ, dấu chia, dấu nhân, dấu cộng thì mình sẽ thực hiện cái cộng này trước, cộng này nhân chia thực hiện trước. Và trong cộng này chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Có nghĩa là chúng ta được 57 trừ cho 24 chia 3 thì chúng ta được là 8 ha 18. nhân 4 cộng 17. Tiếp theo, lúc này chúng ta có dấu trừ, dấu cộng và dấu nhân, chúng ta thực hiện dấu nhân trước. Mình được là 57 trừ cho 8 nhân 4 là 32 cộng cho 17. Rồi biểu thức này chúng ta có dấu trừ và dấu cộng, chúng ta chỉ thực hiện từ trái sang phải. 57 trừ cho 32. 5 trừ 3 chúng ta được 2. 7 trừ 2 chúng ta được 5. 25 cộng 17 thì chúng ta được là 5 cộng 7 là 12 viết 2 nhớ 1. Chúng ta được 42. Rồi, mình xong. Câu D. Chúng ta qua câu 51. Tính giá trị của biểu thức ở câu A chúng ta có 10 bình phương nhân cho 3 bình phương cộng cho 5 lập phương. Thì mình thấy là có phép nhân, phép cộng và phép lũy thừa, à, phép nâng lên lũy thừa. Thì chúng ta sẽ thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước. Thì 10 mũ 2 là bằng 10 x 10 là bằng 100. 3 mũ 2 là bằng 3 x 3 là 9. 5 mũ 3 là bằng 5 x 5 x 5.

Thì theo quy tắc chúng ta học là trong biểu thức này mình có dấu chia, dấu cộng và phép nâng lên lũy thừa thì chúng ta sẽ thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước. Nhưng mà các các bạn thấy này, 12 mũ 4 là bằng 12 nhân 12 nhân 12 nhân 12, 4 lần như vậy. Thì nếu mà các bạn nhân như vậy thì các bạn sẽ ra một số rất là lớn và mình nhân nó mất thời gian. Nếu mà tin ý thì các bạn có thể thấy nè, 12 mũ 4 chia cho 12 mũ 3. Đây là chia hai lũy thừa cùng cơ số. Chúng ta có thể thực hiện phép chia được. 7 mũ 3 chia cho 7, chúng ta cũng thực hiện việc chia hai lũy thừa cùng cơ số. Thì lúc này chúng ta sẽ được là 12 mũ 4 chia 12 mũ 3 thì chúng ta được là 12 mũ 4 trừ 3. Mà mũ 4 trừ 3 chính là mũ 1. Mũ 1 chúng ta khỏi cần ghi. 7 mũ 3 chia cho 7 thì chúng ta được 7 mũ 3 trừ 1. 3 trừ 1 là 2. Từ đây mình được là 12 cộng cho 72 là bằng 49. 12 cộng 49 thì chúng ta được 61. Rồi mình xong câu B. Chúng ta qua câu C. Câu C là 21 cộng 19 mũ 4 chia cho 40 mũ 2 cộng cho 31 trừ cho 1600. Thì biểu thức này có dấu trừ, dấu cộng, dấu chia, phép bình phương lũy thừa, phép nâng lên lũy thừa và dấu ngoặc. Thì mình thấy là dấu ngoặc này chúng ta sẽ ưu tiên làm trước. 21 cộng cho 19 thì chúng ta được 40 mũ 4 chia cho 40 mũ 2 cộng cho 31 trừ cho 1600. 40 mũ 4 mà chia cho 40 mũ 2 40 mũ 4 chia 40 mũ 2 là chia 2 lĩa thừa cùng cơ số Chúng ta giữ nguyên cơ số Chúng ta lấy số mũ chúng ta trừ cho nhau Thì 4 trừ 2 chúng ta được 2 Rồi cộng cho 31 trừ 1600 Bằng Ở đây có phép nâng lên lĩa thừa Phép cộng phép trừ Chúng ta thực hiện phép nâng lên lĩa thừa trước 40 bình thì chúng ta được là 40 x 40 và chúng ta được 1600 đến lúc này thì mình thấy rằng là dấu cộng và dấu trừ chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải về lý thuyết là vậy nhưng mà khi tính nhanh thì nếu mà các bạn cộng rồi sau các bạn trừ nó sẽ lâu các bạn thấy này số này số này giống nhau mình trừ cho nhau hết còn lại là 31 như vậy nó sẽ nhanh hơn chúng ta xong cột C chúng ta qua câu D. 572 trừ cho 72 mũ 2 cộng cho 3 mũ 3 nhân cho 2 trừ cho 20.000. Tương tự như vậy, mình sẽ thực hiện trong ngoặc này trước. 572 mà trừ cho 72 thì chúng ta được là 500. Chú Bình thì ghi lại. Rồi, ở đây có phép nhân và phép lý thừa thầy sẽ thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước. 3 mũ 3 là 3 x 39, 9 x 3 là 27. Tiếp theo, 500 bình phương, chúng ta có là 5 x 5 là 25. 100 bình phương thì chúng ta được là 4 số 0. Nè, 2 số 0 là bình phương, chúng ta được 4 số 0. Rồi 27 x 2 thì chúng ta được là 54. 54. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện từ trái sang phải. Còn các bạn, hoặc là các bạn có thể lấy hai bạn này, các bạn trừ cho nhau trước. Cho nó gọn cũng được. Rồi sau đó các bạn cộng sau cũng được. Có nghĩa là mình giao hoán cái cộng này lên đây. Thì mình thấy là, ở đây là 250.000. 250.000. Mà trừ cho 20.000. Thì chúng ta sẽ được là 200 Thì chuyển lên trước nha thì chuyển lên trước cho các bạn dễ nhìn cái đã thì có thể giao hoán các bạn cộng trước cũng được không sao cả hai bạn này mà trừ cho nhau thì chúng ta sẽ được là 230.000 cộng cho 54 thì chúng ta được 230.054 Ok chúng ta xong cụ đi Chúng ta qua câu 52. Tính một cách hợp lý. Câu A: 46 nhân cho 2020 cộng cho 40 nhân cho 1.02 cộng cho 54 nhân cho 2020 cộng 40 nhân cho 1 Thì Thầy thầy thấy là cái cụm này cụm này giống nhau. Đó. Điều đó có nghĩa là mình có dạng là A nhân cho B cộng cho A nhân cho C. Đúng không các bạn? Thì theo tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng, chúng ta sẽ viết được thành là A nhân cho B cộng C. A ở đây là 2020 cộng 40 nhân cho 102. Đây là A. Nhân cho B cộng C. B là 46 cộng C. C là 54. Đó, tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. các bạn quên thì các bạn có thể xem lại. A nhân B cộng A nhân C thì sẽ bằng A nhân cho B cộng C. Đó mình vừa dùng tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng. Rồi, bây giờ thầy sẽ lần lượt thực hiện trong ngoặc này và trong ngoặc này. Trong ngoặc này thầy thấy có dấu nhân thì thực hiện dấu nhân trước. Thầy sẽ được 2020 cộng cho 4 nhân cho 102 thì chúng ta được 408 thêm số 0 này vào nữa. Còn 46 cộng 54 thì chúng ta được là 100. hai bạn này cộng lại thì chúng ta sẽ được 4 cộng 2 là 6. Rồi 20 cộng 80 chúng ta được 100. Tiếp tục nhân cho 100 nữa các bạn, nhân cho số 100 này. Thì mình sẽ được là 6100, nhân 100 thì thêm 2 số 0 nữa. Chúng ta được là 610. Rồi, mình xong câu A. Chúng ta qua câu B. Câu 52B. 2345 cộng cho ngoặc vuông 11 bình trừ cho 575 575 trừ cho 572 mũ 3 cộng cho 6 một vuông bình phương. Thì mình sẽ thực hiện trong cái mặt vuông này trước. Mà trong cái mặt vuông này có mặt nhọn thì mình sẽ ưu tiên mặt nhọn trước. Cái đây mình viết lại 2 3 4 5 cộng cho mặt vuông. Thì cái dấu này và dấu này, cái cái dấu dấu mặt nhọn này, dấu mặt đơn này, dấu mặt tròn này, dấu mặt tròn này và dấu bình phương này đập lập nhau cho nên chúng ta có thể thực hiện đồng thời để tiết kiệm thời gian. Mình có là 11 bình là 121. Còn 575 trừ cho 572 thì chúng ta được là 3. Vậy đây là mũ 3 cộng 6 bình phương. Đó thì lúc này dấu này chúng ta có thể đổi thành dấu ngoặc tròn trở lại nha. 2 3 4 5 cộng cho Thì lúc này mình sẽ được là ở đây là 3 mũ 3 thì chúng ta được 27 à, 3 mũ 3 thì chúng ta được 27 1, 2, 1 thầy đi cộng 6 thì chuyển số 6 lên trước thì cộng cho nó đơn giản nha chuyển cho 6 lên trước thì cộng cho đơn giản 1, 2, 1 cộng 6 thì thầy được 1, 2, 7 trừ cho 3 mũ 3 là 27 2, 3, 4, 5 cộng cho 1, 2, 7 trừ cho 1, 2, 7 thì mình được 100 100 mũ 2 thì chúng ta được là 10.000. 10.000 cộng cho 2345 thì chúng ta sẽ được là 10.000 các bạn. Mình sẽ được là 12.345. 12.345. À, 1, 2, 3, 4, 5 Số đẹp các bạn Rồi, mình xong Câu B À, câu C Câu C có vẻ khá dài các bạn Câu C nếu mà mình viết ra thì nó rất là dài Cho nên là mình sẽ đi thực hiện từng cụm trước các bạn Nó đơn giản Bây giờ thầy sẽ đi thực hiện Trong cái dấu Là hoặc tròn này trước nha các bạn Bởi vì hoặc nhọn Hoặc vuông Rồi tới hoặc tròn Thì mình sẽ ưu tiên thực hiện cái hoặc tròn trước Bây giờ chúng ta sẽ tính cái hoặc tròn này trước

cộng cho 2 cộng cho 1 đó sẽ bằng đó mình đi tính mình đi tính cái bạn trong cái mặt tròn này trước ha. đó tính bạn này trước thì bạn này nếu mà các bạn tính theo cách thông thường thì rất là lâu các bạn cũng được nhưng mà lâu lắm mình sẽ nản thì thông thường những cái dạng mà chấm 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 như thế này chấm 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 như thế này có nghĩa là còn nhiều nữa thông thường như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm một cái quy luật nào đó nè mình sẽ đi tìm một cái quy luật nào đó thì đây thì thấy nè cái quy luật này các bạn là ở đây là cộng từ trừ à, các bạn thấy có quy luật này cộng từ trừ à, cộng từ trừ rồi đây là cộng trừ trừ đó có nghĩa chấm 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 này sẽ là là cộng cho 94 rồi trừ 93 trừ 92 tiếp tục mình lại có cộng trừ trừ đúng không các bạn? mãi đến mãi đến đây là mình lại có cộng trừ trừ Được chưa? đó thì các bạn sẽ thấy có quy luật thì nó sẽ bằng là gì? thầy sẽ nhóm lại 102 cộng 101 trừ 100 trừ 99 nhóm lại rồi đây là 98 cộng 97 trừ 96 trừ 95 cộng chấm cộng cho 6 cộng 5 trừ 4 trừ 3 cộng 2 cộng 1. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện trong cái dấu ngoặc tròn này nữa. Thì mình thấy này 102 mà trừ cho 100 thì chúng ta được là 2. 101 trừ cho 99 chúng ta cũng được 2. Như vậy thì 2 cộng 2 thì chúng ta được là 4. Đó. Bạn này cũng vậy. 98 trừ 96 chúng ta được 2. 97 trừ 95 chúng ta được 2. Như vậy thì 2 với 2 là chúng ta được 4. Đó. Cứ tương tự như vậy. Chấm chấm chấm. Ha. Rồi. 6 trừ 4 chúng ta được 2. 5 trừ 3 chúng ta được 2. 2 với 2 là 4. Rồi cuối cùng là hai bạn này. Cộng 2 cộng 1. Đó. Thì các bạn cần xem xét là chấm 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 ở đây là bao nhiêu trừ số 4 trong này. Ha. Bao nhiêu trừ số 4. Rồi, các bạn. Thì mình thấy nè, từ số 102 cho đến số 3 là bao nhiêu số các bạn? Là 100 số. Nha, 100 số. Các bạn đừng có nghĩ là 102 trừ cho 3 là bằng là bằng 99, suy ra là 99 số. Nha. Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu các bạn. Mà là mình phải lấy 102 mình trừ cho 3 rồi mình cộng cho 1. Nha. Ví dụ này các bạn Ví dụ này Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Thì các bạn nói là bao nhiêu số? 9 số Rất là đơn giản đúng không các bạn? 9 số 1 và 9 là 9 số Nhưng mà nếu mà các bạn lấy 9 các bạn trừ cho 1 Thì các bạn thấy có 8 Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà các bạn lấy 9 trừ 1 thì chỉ có 8 số thôi Cho nên là tính đúng Thì mình phải lấy 9 trừ đi 1 là bằng 8 Rồi mình cộng vô 1 nữa Thì mới ra số trừ số Trong cái dãy này thì đây cũng vậy, mình lấy 102 mình trừ đi 3 là còn 99, mình phải cộng thêm 1 là mới ra số chữ số của cái cộng này. Đó, thì chúng ta được số chữ số là 100. Số chữ số là 100 mà cứ 4 số chúng ta nhóm lại một cục, 4 số chúng ta nhóm lại, 4 số chúng ta nhóm nhóm lại. Đó, mình có 100 số mà cứ 4 số thành một nhóm. Như vậy thì số nhóm sẽ là 100 chia 4. 100 chia 4 thì chúng ta được là 25 chữ số số 4. Rồi các bạn đồng ý chưa? 25 chữ số 4. 25 chữ số 4. Mà 4 cộng 4 cộng 4, 25 chữ số 4 cộng lại thì điều đó có nghĩa là bằng 25 nhân cho 4 rồi cộng 2 cộng 1. Chúng ta sẽ được 25 nhân 4 chúng ta được 100 cộng 2 cộng 1 nữa là mình được 103. Đó, các bạn đồng ý chưa? Chúng ta vừa mới tính trong cái mặt này thôi đó các bạn. Mình vừa tính trong cái mặt tròn này thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới đi vào bài toán. Tiếp theo mình ghi lại đề nha. Chỗ này nó hơi chặt nhỉ. Thì lấy tờ giấy khác. Vậy. Vậy bây giờ mình ghi lại đề nha

cộng chấm 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 cộng 6 cộng 5 trừ 4 trừ 3 cộng 2 trừ 1 và cuối cùng là trừ cho 2 0 1 hoặc vuông hoặc nhọn mũ 3 thì sẽ bằng đó hồi nãy là mình vừa rồi là chúng ta vừa tính trong này tính xong mình ghi vậy cái đề này nè sẽ bằng gì 18576 576 18576 chia cho ngoặc nhọn 105 mũ 0 105 mũ 0 mình tính luôn 105 mũ 0 chính là bằng bao nhiêu các bạn một số nào đó mũ 0 thì đều bằng 1 ha. số bất kỳ mũ 0 đều bằng 1 rồi đây là 2 nhân cho cái cụm này 2 nhân cho cái cụm này cụm này chúng ta vừa tính là 103 đúng không các bạn đây cụm đó chúng ta vừa tính là 103 mình thế vào đây chỗ này chúng ta thế là 103 là xong cái cụm này tiếp theo trừ cho 201 Đó. Chứ còn nếu hồi nãy mình viết đi viết lại cái cụm này nữa thì lâu lắm đúng không các bạn Cho nên là mình chỉ lấy cái, cái trong cái mặt tròn này ra mình mình phân tích thôi Chúng ta sẽ được là lúc này mình sẽ thực hiện từ trong ra ngoài đúng không các bạn? 1, 8, 5, 7, 6 chia cho 1 cộng cho. Bây giờ mình sẽ thực hiện trong cái ngoặc ngoặc vuông này. Thì mình có là 2 nhân cho 1, 0, 3. 2 nhân cho 1, 0, 3 thì chúng ta được là chúng ta được là 2, 0, 6 trừ cho 2, 0, 1. 1, 8, 5, 7, 6 chia cho 206 mà trừ cho 201 thì chúng ta được là 5. 5 cộng 1 là chúng ta được 6. Vậy là cái cộng này mình được 63 luôn nha, 63 luôn. 18576 7 6 chia cho 63. 6 mũ 3. 66 6 mũ 3 là 6 x 6 x 6 Mình được 66 là 36 Nhân cho 6 6636 viết 6 Nhớ 3 6 x 3 18 Dưới 3 là 21 Nè 21 Rồi Tới đây mình lấy máy tính mình bấm cho nhanh các bạn 1 1 8 5 7 6 Chia cho 2 1 6 Chúng ta được là 86 các bạn Chúng ta được 86 Rồi mình xong câu C. Mình xong câu C và mình xong luôn bài 52. Ok. Rồi chúng ta qua bài 53, câu 53. Một cầu thủ sinh năm 1900 AB à 1900 AB. Tính đến năm 2019 thì cầu thủ đó có số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Đến năm 2021 thì cầu thủ đó bao nhiêu tuổi? À. Mình muốn biết cầu thủ đó bao nhiêu tuổi thì chúng ta phải tính cầu thủ đó sinh năm bao nhiêu? Muốn tính cầu thủ sinh năm bao nhiêu thì chúng ta phải đi tìm A và B. Được chưa? Thì đề cho là năm 2019 thì cầu thủ đó có số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Nha. Mình nói là tính đến năm 2019 thì cầu thủ đó có số tuổi thì cầu thủ đó có số tuổi bằng năm sinh. Có số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh, có số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Nên ta có muốn tính số tuổi của cầu thủ đó đến năm 2019 thì chúng ta lấy 2019 trừ cho năm sinh. Năm sinh là 19 AB. Thì theo đề là số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Tổng các chữ số của năm sinh. Năm sinh đây các bạn. Năm sinh đây. Tổng các chữ số của năm sinh có nghĩa là 1 cộng 9 cộng A cộng B. Đó. Đây là số tuổi bằng tổng các chữ số của năm sinh. Rồi, mình xem thử từ đây mình có thể tìm được A và B hay không. Điều này có nghĩa là 2019 trừ cho 19ab sẽ bằng là 1 cộng 9 là 10. 10 cộng ab. nha, 10 cộng ab. À đúng là chỗ này mình phân tích luôn các bạn. Thôi à, bây giờ lỡ rồi, mình làm một dòng nữa vậy. 2019 trừ cho 1900 ab à, 1900ab. Có nghĩa là 1900 cộng cho 10A cộng cho B. Các bạn đồng ý chỗ này không? Bằng 10 cộng cho A cộng cho B. Đây là 1900 cộng cho 10A cộng B. nha Nếu mà các bạn phân tích ra cái số này thì mình sẽ được là 1000 nè cộng 900 này là ra 1900 cộng cho a nhân 10 cộng b a nhân 10 hay nói khác là 10 nhân a được chưa? nhưng mà các bạn chú ý một điều rằng là tới này là mình sai rồi đó các bạn không biết là các bạn có nhìn thấy chỗ sai hay không đây các bạn chú ý nè các bạn nên nhớ là trừ cho 1900 AB mà chúng ta trừ rồi chúng ta cộng cộng như này là sai ha à. mà mình phải thêm cái dấu ngoặc này vào đó có nghĩa là trừ là trừ cho nguyên cái cụm này thì nếu mà chúng ta có cái dấu ngoặc này thì mình hiểu là trừ cho nguyên cái cụm này đó thì đây là bài nâng cao nên nó hơi khó nha các bạn trừ cho nguyên cụm đó rồi bây giờ mình xử lý sao nữa các bạn bây giờ thầy sẽ để đơn giản bài toán nha thầy sẽ trừ hai vế cho 10 nha trừ hai vế cho 10 giống như là uh, tiền của thầy bằng tiền của bạn. Nhưng mà bằng bao nhiêu mình không biết. Thì khi mà thầy rút tiền của thầy ra 10.000, bạn cũng rút tiền của bạn ra 10.000 cho người khác thì lúc đó tiền của thầy cũng bằng tiền của bạn. Mặc dù bằng bao nhiêu mình không biết. Thì đây cũng vậy. Mình thấy cái vé này bằng cái vé này. Thì vé trái chúng ta trừ cho 10 thì chúng ta sẽ được là 2019 trừ 10 là chúng ta được 2009 trừ cho bạn này 1900 cộng cho 10A cộng cho B Vế phải chúng ta cũng trừ cho 10 Vế trái chúng ta trừ cho 10 Thì vế phải chúng ta cũng trừ cho 10 Vế phải chúng ta trừ cho 10 thì 10 trừ 10 hết Chúng ta còn lại là A cộng B Đó Thầy với bạn cùng rút ra 10.000 để cho người khác Tiếp theo Bây giờ Thầy sẽ cộng hai vế cho cụm này. À, được chưa? Cộng hai vé cho cụm này. Hay nói cách khác là các bạn có thể hiểu về cho nhanh. Hay nói cách khác là các bạn có thể dùng cái quy tắc này các bạn. Đây là số bị trừ, số trừ, hiệu, đúng không các bạn? Số bị trừ, số trừ, hiệu. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng cho số trừ. Đó là cộng 1900 cộng cho 10a cộng b. Đó, các bạn đồng ý chưa? muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng cho số trời. hoặc là các bạn có thể hiểu là cộng hai vế cho cái cộng này chúng ta sẽ được như thế này rồi mình tiếp tục rút gọn nữa các bạn 2009 thì cố gắng thầy trình bày đầy đủ ra để cho các bạn hiểu vấn đề nha thì lúc này là 10a cộng a thì chúng ta được là 11a rồi b cộng b thì chúng ta được là 2b cộng cho 1900. Tới đây là lý luận cũng được rồi đó, à, nhưng mà mình làm bước nữa cho nó gọn hơn. Đó là chúng ta tiếp tục bớt hai vé đi 1900 nha. Bớt hai vé đi 1900. Có nghĩa là vé trái vé trái đây, vé phải đây, vé trái chúng ta bớt đi 1900. Thì chúng ta sẽ được gì? 2009 mệt rồi, trừ máy tính cho nhanh, trừ cho 1900. Vế trái chúng ta được 109. với trái chúng ta bớt đi 1900. Thì vế phải chúng ta cũng bớt đi 1900. Mình bớt đi 1900 có nghĩa là bạn này mất rồi đúng không các bạn? Có nghĩa là mình được 11A cộng cho 2B. Đó. Rồi. Bây giờ tới đây mình lý luận để chúng ta đi tìm A và B. Nha. Mình lý luận như sau. Các bạn thử nè. Các bạn thử nè, A các bạn thử lấy A bằng 9 nha, hoặc là các bạn thử số nhỏ cũng được, A bằng 1. Nếu mà A bằng 1, thì 109 bằng 11, cộng cho 2B. Đó, thì lúc này các bạn sẽ tính ra được 2B sẽ bằng là 109 trừ 11, thì chúng ta được là 98 bằng... 2B Có nghĩa là B sẽ bằng là 98 chia 2 là bằng 49 Vô lý B bằng 49 là vô lý B phải là số có một chữ số thôi Bởi vì người ta ghi là 19 AB mà Có nghĩa là AB là số có một chữ số thôi Đó Như vậy thì B bằng 49 lần Nên không thỏa mãn Vậy A không thể bằng 1 được Các bạn đồng, đồng ý chưa Rồi nếu mà A bằng 2 nếu mà A bằng 2 thì chuyện gì sẽ ra? Nếu A bằng 2 thì chúng ta có là 109 bằng 11 x 2 cộng cho 2B. Hay nói cách khác là 109 bằng 22 cộng 2B. 109 trừ 22 bằng 2B. 109 trừ 22 thì chúng ta được là 87 bằng 2B. Thì từ đó B của chúng ta sẽ bằng 87 chia cho 2. 87 chia 2 là bằng 43,5. Đúng không các bạn? Cũng không hợp lý. B phải là số có một chữ số thôi. Đó. Thì các bạn thấy rằng là thì tính cho các bạn thấy thì nó hơi lâu. Còn các bạn thử nhanh thì các bạn sẽ thấy là lúc đó A bằng 3 cũng không được. A bằng 4 cũng không được. A bằng 5 cũng không được. A bằng 6 cũng không được. A bằng 7 cũng không được. A bằng 8 cũng không được. Chỉ có thể A bằng 9 mới phù hợp các bạn. A bằng 9 thì chuyện gì sẽ ra? A bằng 9 thì mình có là 109 trừ cho 11 nhân cho 9 cộng cho 2B. Lúc này 109 trừ cho, à đây bằng, bằng. 11 nhân 9 thì chúng ta được 99 cộng cho 2B. Rồi 109 trừ cho 99 thì bằng 2B. 109 trừ 99 chúng ta được 10 bằng 2B. Hay nói khác là B bằng 5. B bằng 5. Chỉ có A bằng 9, B bằng 5 là thỏa mãn. Nè, chỉ có A bằng 9, B bằng 5 là thỏa mãn. Còn các cặp khác đều không thỏa mãn. Nha. Ta thấy nếu A bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn nếu mình ghi một cách khoa học là nếu A thuộc tập hợp này đó, nếu a thuộc tập hợp các phần tử này thì b là số có hai chữ số. Điều này vô lý. Được chưa? Bởi vì b là nằm ở hàng đơn vị. B nằm ở hàng đơn vị. B nằm ở hàng đơn vị, cho nên là b phải là số có một chữ số thôi nha. B là số có hai chữ số hoặc B là số thập phân hoặc là B không phải là số tự nhiên nha. B là số có hai chữ số hoặc B là hoặc B không phải là số tự nhiên. Không phải là số tự nhiên. Đó, mình ghi B là số có hai chữ số thì nó còn thiếu trường hợp các bạn. Ví dụ như đây, trường hợp này. Đây không phải là số có hai chữ số, đúng không? Mà đây không phải là số tự nhiên. Đó. Có nghĩa là nếu mà A mà là các số này, thì B sẽ là số có hai thủy số, hoặc B không phải là số tự nhiên. Điều này vô lý. Vì B là hàng đơn vị, cho nên là B phải thuộc tập hợp các số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 8 9. Số 0 nữa các bạn, số 0 nữa. B cũng có thể là số 0, đúng không? B cũng có thể là số 0. Đó. À tương tự như vậy, A bằng 0 nữa. A cũng có thể nhận số 0 nữa đúng không các bạn? Các bạn theo thầy A cũng là số 0 nữa nha. Đó, cho nên là nếu mà A thuộc tập hợp các phần tử là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 thì B nó thì b nó là số có hai tỷ số hoặc là b không phải là số tự nhiên điều này vô lý vì b nó phải thuộc tập hợp các số này ta thấy ta thấy điều nữa chỉ khi a bằng hồi nãy mình thử là a bằng chín và b bằng bằng năm thì thỏa mãn đó cái đây là các bạn lý luận thêm cho nó rõ bài toán thôi còn thực chất là cái đoạn này bạn nào lười thì bỏ cái đoạn này cũng được đồng ý chưa có nghĩa là thỏa mãn cái điều này nè điều này thì chỉ có a bằng chín và b bằng năm thỏa mãn thôi còn cái đây là mình lý luận lý luận cho nó rõ bài toán thôi còn các bạn không có phần này mà cũng được nha đây là bài toán nâng cao nha các bạn có nghĩa là khi mà mình thử mình chỉ thấy là a bằng chín và b bằng năm thì thỏa mãn vậy cầu thủ đó sinh năm Cầu thủ đó sinh năm 19AB. 19AB các bạn. 19A là bằng 9, B là bằng 5. Đó, vậy cầu thủ đó sinh năm 1995. Nên đề hỏi mình là hỏi tuổi nha. Nên đến năm 2021 thì cầu thủ đó bao nhiêu tuổi? Nên đến năm 2021 cầu thủ đó. Cầu thủ đó bao nhiêu tuổi các bạn? 2021 mà trừ cho năm sinh 1995 thì chúng ta được là 16 tuổi. Đến năm 2021 thì cầu thủ đó 16 tuổi. Rồi, chúng ta xong câu 53. Khá dài đúng không các bạn? do mình lý luận cái chỗ này nó khá kỹ cho nên nó dài còn các bạn muốn gọn thì à chứ việc bỏ phần này đi thôi à, ok không sao hết rồi chỗ này nữa chỗ này thầy cũng phân tích khá kỹ cho các bạn nha cho nên các bạn thấy nó dài còn các bạn hiểu thì các bạn có thể làm ngắn hết sức có thể từ đây các bạn làm ngắn được chừng nào thì hai chừng đó còn thầy thầy muốn trình bày cho tất cả các bạn đều hiểu cho nên thầy trình bày rõ ràng kỹ ra ok còn khi hiểu thì các bạn có thể trình bày theo cách của các bạn rồi chúng ta xong câu 53 chúng ta qua câu 54 hai bạn An và Bình cùng đi vào cửa hàng mua sách tổng số tiền ban đầu của hai bạn là 106.000 đồng bạn An mua hết 52.000 đồng và bạn Bình mua hết 33.000 đồng. Khi đó, số tiền còn lại của bạn An gấp 2 lần số tiền còn lại của bạn Bình. Tính số tiền ban đầu của mỗi bạn. Mình thấy là lúc đầu hai bạn đó có 106.000 đồng. Thì An mua hết 52.000, Bình mua hết 33.000 thì lúc này chúng ta có thể tính được tổng số tiền còn lại của hai bạn. Tổng số tiền còn lại của hai, của hai bạn bằng cách chúng ta lấy 106.000 trừ đi 52.000 trừ đi 33.000. Sau khi tính tổng số tiền còn lại của hai bạn xong thì mình thấy rằng là mình có tổng số tiền của hai bạn, mình có số tiền còn lại của bạn An gấp 2 lần số tiền còn lại của bạn Bình. Thì lúc này bài toán trở thành là bài toán tổng tỷ, đúng không các bạn, tổng và tỷ mà chúng ta đã học ở lớp 5. Như vậy thì mình có thể giải quyết được vấn đề là tìm số tiền còn lại của bạn An và số tiền còn lại của bạn Bình. Sau đó mình cộng với số tiền mà An đã mua, số tiền mà Bình đã mua thì chúng ta sẽ có được số tiền ban đầu của mỗi bạn. Nên việc đầu tiên chúng ta tính là tổng số tiền còn lại của hai bạn là tổng số tiền còn lại của hai bạn là tổng số tiền còn lại của hai bạn là hai bạn lúc đầu có 106.000 An mua hết 52.000, Bình mua hết 33.000 thì sẽ còn lại là Thầy lấy máy tính bấm cho nhanh nha các bạn. 106 mà trừ cho 52 mà trừ cho 33 thì chúng ta còn là 21.000 các bạn. 21.000 đồng. Đó. Rồi. Mô hình bài toán thế này các bạn. Các bạn có thể ngồi, vẽ ngoài giấy nháp hay trong bài làm đều được. À, lúc đầu là à, An có như này. Rồi à, Bình có như này. Đó. Thì vẽ đại khái thôi nha. Đây là An. Đây là Bình. Ok. Là tổng đây là tổng là bao nhiêu các bạn? 106.000. Nè. Thì sau đó là An mua hết là 52.000. An còn lại như đây các bạn. Đây là An mua hết. An mua hết 52.000. Bình mua hết 33.000. À Bình đây các bạn. Bình mua hết 33.000. 33.000. Đó. Lúc này thì số tiền còn lại của An gấp hai lần số tiền còn lại của bạn Bình đây số tiền còn lại của An này các bạn gấp hai lần đó gấp hai lần có nghĩa là Bình chỉ có một đoạn này thôi còn An gấp hai lần đó được chưa và mình vừa tính là ba đoạn này mình toán tổng, tổng tỷ mà ba đoạn này là 21.000 đồng như vậy thì một đoạn chúng ta có thể tính dễ dàng bằng cách là lấy 21 chia cho 3 đoạn là ra số tiền của bạn Bình đúng không các bạn về tổng tổng tỷ của lớp 5 nha vậy số tiền còn lại của bạn Bình là lấy 21.000 21.000 là tổng của ba đoạn này mình chia cho 2 cộng 1 là chia cho 3 Đó, do an gấp 2 Bình cho nên mình lấy 2 cộng 1. Thì chúng ta sẽ được là 21 chia 3 chúng ta được 7 ngàn. 7 ngàn đồng. À, mình được 7 ngàn đồng. Thì từ đây mình tính số tiền còn lại của bạn An bằng cách là mình lấy số tiền của bạn Bình mình nhân cho cho 2. Bởi vì An gấp hai lần mà, đúng không? Số tiền còn lại của bạn An là bạn An gấp đôi bạn Bình. Cho nên là chúng ta lấy 7 ngàn Chúng ta nhân 2 Chúng ta được 14 ngàn đồng Đó Nhưng mà đề bảo chúng ta là Tính số tiền ban đầu của mỗi bạn à, Tính số tiền ban đầu Đây chúng ta vừa tính Đây là 14 ngàn các bạn Còn đây là 7 ngàn Đây là 14 ngàn nha 14 000 Đây là 7 ngàn Đó thì số tiền ban đầu của bạn An thì chúng ta lấy 14 ngàn, chúng ta cộng cho 52 ngàn. Còn số tiền ban đầu của bạn Bình chúng ta lấy 7 ngàn chúng ta cộng cho số tiền mà bạn, bạn Bình đã mua sách là xong. Chỗ này mình không ghi chữ vậy. Xuống đây mình ghi chữ vậy đi. Vậy. Số tiền ban đầu của bạn An là số tiền ban đầu của bạn An là bạn An chứ không phải là thầy An nha các bạn. 1.400 cộng cho 52 ngàn các à, xin lỗi 14.000 cộng cho 52.000. 14.000. 14.000 chúng ta tính đây. Cộng cho 52.000 là tiền bạn An đã mua sách. Thì chúng ta sẽ được là 66.000. À 66.000. Đọc. Đó. Đó. Rồi số tiền ban đầu của bạn Bình là số tiền ban đầu của Hoàng Bình là 7.000 cộng cho 33.000 ngàn. 7.000 ngàn cộng cho 33.000 chúng ta sẽ được là 40.000 ừ, có gì đó sai sai các bạn 66 cộng 40 à 106 đúng rồi thì nhầm đây là 60 thì 66 đúng rồi 40.000 đồng đó, mình thử lại nè 40.000 cộng cho 66.000 thì chúng ta được là 106 nha 106 Xong rồi, đây 106. Rồi, mình đã xong. Câu 54. Chúng ta qua câu 55. Những bài tập trong sách bài tập khá dài các bạn. Thầy làm cũng hơi đuối đó, nhưng mà thầy cố gắng thì làm à, trong một video luôn để cho các bạn tìm kiếm cho dễ. Còn các bạn xem mệt thì các bạn cứ nghỉ ngơi. Và khi nào khỏe thì xem tiếp nha. Vào dịp Tết cổ truyền, một nhà hàng mua 50 kg gạo nếp, à, 50 kg gạo nếp, 20 kg thịt lợn và 10 kg đậu xanh. Rồi 2 kg muối. Ồ, nhiều quá các bạn, thì ghi ra cho nhanh. Ghi ra cho nó dễ nhớ. 50 kg nếp. À, nếp thì gạo nếp thì ở quê thầy chỉ gọi là nếp thôi các bạn chứ không nói là gạo nếp nói nếp rồi 20 kg lợn mình cứ tắt nha các bạn 10 kg đậu xanh 10 kg đậu đậu xanh và 2 kg muối 2 kg muối Đó, 2 kg muối để làm bánh trưng tổng số tiền nhà hàng phải thanh toán là tổng số tiền là như này tổng số tiền. Tổng số tiền là 4 triệu 492 ngàn đồng. Tổng số tiền. Tính giá tiền 1 kg muối. Tính giá tiền 1 kg muối. Hỏi 1 kg muối bao nhiêu tiền? nha Hỏi 1 kg muối bao nhiêu tiền? Biết giá tiền 1 kg gạo nếp là 30 nghìn. Gạo nếp là 30 nghìn đồng. Trên 1. 30 nghìn đồng. Trên 1 kg. Đó. Nếp là 30.000 đồng trên 1 kg. Rồi thịt lợn thì 125.000 đồng trên 1 kg à lợn. Rồi đậu xanh là 48.000 đồng, 48.000 đồng trên 1 kg là đậu xanh. Đó. Rồi cuối cùng là đề hỏi chúng ta là muối bao nhiêu tiền trên 1 kg? Đó, đây là mình tóm tắt bài toán ha, mình tóm tắt bài toán. Thì mình thấy nè, 50 kg nếp mỗi kg giá 30 000 đồng 20 kg thịt lợn mỗi kg giá 125 000 đồng và 10 kg đậu xanh mỗi kg giá là 48 000 đồng như vậy thì chúng ta có thể tính tổng số tiền mua nếp mua thịt lợn mua thịt lợn và mua đậu xanh mình có tổng số tiền mua nếp mua thịt lợn mua đậu xanh rồi mình lấy tổng số tiền này mình trừ cho số tiền mua nếp số tiền mua thịt lợn số tiền đậu xanh thì chúng ta còn lại là số tiền mua muối được chưa? Mình lấy cái số tiền này, mình trừ đi tiền mua nếp, tiền mua thịt lợn, tiền mua đồ xanh. Chúng ta sẽ còn tiền mua muối. Mà mua 2 kg muối bao nhiêu tiền đó thì muốn tính 1 kg muối đề hỏi thì mình chia cho hai là xong. Đúng không? Đó, thì chúng ta có thể làm tắt cho nhanh. Mình làm tắt như sau các bạn. Mình nói là số tiền mua muối là được chưa? nó là số tiền mua muối là hoặc là nếu mà các bạn có hiểu thì mình sẽ tính số tiền mua nếp và số tiền mua thịt lợn và số tiền mua đậu xanh rồi sau đó mình trừ ra được không? có nhiều cách làm khi mà các bạn đã hiểu rồi thì các bạn làm theo cách nào cũng được đó bây giờ thầy làm thực chất là bài này chỉ mình cần chỉ cần một phép tính là xong luôn đó các bạn nhưng mà nếu mà thầy trình bày tắt quá thì các bạn lại không hiểu mình nói là số tiền mua muối là Đây là phần các bạn có thể trình bằng và nháp ha? Số tiền mua muối là Mình lấy tổng số tiền 4.492.000 Mình trừ cho tiền mua nếp Mua nếp chúng ta mua 50kg Mà mỗi kg giá 30.000 đồng phải không các bạn Mỗi kg giá là 30.000 đồng đúng rồi mua nếp nè mỗi kg giá 30.000 đồng rồi mình trừ đi tiền mua thịt lợn thịt lợn là mua 20 kg mỗi ký 125.000 đồng mình trừ đi tiền mua đậu xanh mình mua 10 kg đậu xanh mỗi ký đậu xanh là giá 48.000 đồng đó là sẽ còn lại tiền mua muối các bạn đồng ý chưa có nghĩa là tiền mua gạo nếp tiền mua thịt lợn cộng tiền mua đậu xanh cộng tiền mua muối thì sẽ bằng tổng tiền như vậy thì tổng tiền này mình trừ đi tiền đây là tiền mua nếp tiền đây là tiền mua thịt lợn tiền đây là tiền mua đậu xanh thì mình còn lại là tiền mua muối rồi phép tính này dài quá thầy bấm máy tính cho nhanh nha các bạn My Computer My Calculator Calculator Not Computer 4 triệu 492 nghìn trừ cho 50 nghìn nhân cho 30 trừ cho 20 nhân cho 125 trừ cho 10 nhân cho 48. Ta mình lấy là đơn vị là nghìn nha các bạn. Đây, các bạn có thể bấm như sau. Thay vì mình bấm một đống số 0 mất thời gian lắm. Các bạn cứ bỏ số 0 ra đi rồi từ từ mình thêm kết quả vào. Đây, 4 triệu 492.000 thì bấm là 4 9 4492. trừ cho 50 kg thịt lợn, mỗi kg thịt lợn là 30.000 đơn vị của mình là đơn vị nhìn đó các bạn trừ cho 20 nhân cho 125 đây 20 nhân 125 rồi trừ cho 10 nhân cho 48 ha, trừ cho 10 trừ cho 10 nhân cho 48 bằng 12 12 nhưng mà lúc đầu mình bấm mình không có thêm những số không này vào đúng không các bạn mình không có thêm số không này vào cho nên bây giờ mình phải thêm vào 1 2 3 đó 12.000 đồng muối chúng ta mua 2 kg 2 kg mà 12 000 đồng đề hỏi chúng ta là tính giá tiền 1 kg muối vậy dạ, mình chia 2 là xong đúng không các bạn giá tiền 1 kg muối là 12 000 là 2 kg chia cho 2 chúng ta được 6 000 đồng xong so, nhẹ nhàng thôi đúng không các bạn nhẹ nhàng thôi đó thì thực chất là nếu mà các bạn ráp vô một phép tính cũng được hoặc là các bạn muốn chia thành ba phép tính cũng được ba lời giải cũng được hoặc là mình chia thành sáu lời giải cũng được các bạn sáu lời giải cũng được sáu lời giải là lời giải thứ nhất là mình tính tiền mua nếp lời giải thứ hai là tiền mua thịt lợn lời giải thứ ba là tiền mua đồ xanh lời giải thứ tư là tổng tiền mua nếp mua thịt lợn mua đồ xanh lời giải thứ năm là tổng tiền mua muối và lời giải thứ sáu là giá tiền một kg muối đó có nghĩa là khi mà các bạn đã hiểu rồi thì các bạn muốn tính mấy lời giải cũng được cả nha rồi mình xong câu 55 chúng ta qua câu 56 câu 56 Anh Lâm vào cửa hàng mua 18 quyển sổ tay giá 22.000 đồng trên một quyển. Hai quyển truyện giá 115.000 đồng trên một quyển. 4 gram giấy A4 giá 53.000 đồng trên 1 gram. Anh đã trả bằng 3 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 50.000 đồng. Anh Lâm còn phải trả thêm bao nhiêu tiền? Ừ. Bài này giống giống như bài 55 các bạn, giống giống thôi. Ha. À, nó cũng làm tương tự như vậy. Mình qua câu 56. Mình tóm tắt nè. 18 quyển sổ tay. Ha. À, 18 quyển sổ tay. Giá là 22.000 đồng đồng trên quyển nhớ nha giá này tính một quyển rồi hai quyển truyện giá là 115.000 đồng 115.000 đồng wow truyện này mắc quá các bạn 115.000 đồng trên một quyển đó thì tóm tắt thì mình có thể tóm tắt ngoài nháp hay trong bài làm cũng được nha. Rồi tiếp theo là 4 ram giấy. 4 ram giấy. Giấy A4. Ram giấy A4 là gì? À, tờ giấy mà thầy viết là tờ giấy A5 các bạn. Tờ giấy này là tờ giấy A5. Còn à, nếu mà thầy bung ra. À, thầy bung ra. Đây là tờ giấy A4 này các bạn. Đây là tờ giấy A4 nha. Tờ giấy mà thầy đang viết nè. Tờ giấy A4. Nếu mà các bạn gặp lại. Các bạn gặp lại thì các bạn được khổ giấy này là khổ giấy A5. Thì ram giấy A4 có nghĩa là Giấy A4 người ta để thành một cục một đống người ta bó thành một đống gọi là ram giấy A4 đây ram giấy A4 giá là 53.000 đồng trên một gram à, trên một gram là trên một cục đó các bạn người ta bán thành một cục thì giấy này bây giờ thầy thấy rẻ nhất cũng là, là 70.000 đó các bạn rồi anh đã trả bằng 3 phiếu mua hàng mỗi phiếu trị giá là 50.000 đồng anh Lâm còn phải trả bao nhiêu tiền thì bây giờ mình tính số tiền mà anh Lâm phải trả cho cửa hàng khi mà mua 18 quyển sổ tay rồi hai quyển truyện rồi 4 giấy được chưa thì mình nói là nếu mình nói là tổng số tiền phải trả thì không đúng lắm mình nói là anh Lâm mua hết số tiền là nha anh Lâm mua hết số tiền là rồi đây là mình tóm tắt. Anh Lâm làm viết kho nha các bạn. Anh Lâm mua hết số tiền là 18 quyển sổ tay mà mỗi quyển giá 22.000 đồng, chúng ta chỉ việc nhân vào hai quyển truyện hai quyển truyện. Mỗi quyển giá là 115.000 đồng cộng cho 4 ram giấy, mỗi ram là 53.000 đồng. Đó mình chỉ nhân vào. Rồi, chúng ta bấm máy tính thôi các bạn. Bây giờ mình ngồi tính tay nữa thì cái video này nó sẽ dài lắm. 18 nhân cho 18 nhân cho 22, mình bấm 22 thôi cho nhanh các bạn. 18 nhân cho 22 cộng cho 2 nhân cho 1, 1 5 cộng cho 4 nhân cho 53. 4 nhân cho 53. Rồi, chúng ta sẽ được 838. 838. Chúng ta sẽ được là 838. Và các bạn nên nhớ là ba số 0 này, hồi nãy mình chưa ghi bây giờ mình ghi vào. 1 2 3. Đồng. Đó. Thì từ đây mình tính số tiền anh Lâm còn phải trả. Số tiền anh Lâm số tiền anh Lâm còn phải trả là số tiền anh Lâm còn phải trả là anh ta mua như này đúng ra là anh ta phải trả 838.000 đồng nhưng mà do anh ta đưa đưa 3 phiếu mua hàng mỗi phiếu trị giá 50.000 đồng do anh ta đưa 3 phiếu mỗi phiếu trị giá 50.000 đồng đó cho nên là đây cũng là tiền nè đây cũng là tiền nha các bạn cái phiếu mua hàng nó cũng giống như là tiền vậy chúng ta phải đưa nhiêu này tiền nhưng mà do mình đưa nhiêu này rồi cho nên là số tiền còn lại mình sẽ trừ ra đúng không các bạn 838 mà trừ cho 3 nhân cho 50.000 thì chúng ta sẽ được là 688 chúng ta sẽ được là 688 mình thêm 3 số 0 nữa Đọc. đó. đúng ra mình phải trả như này nhưng mà do mình đưa ba cái phiếu mua hàng rồi cho nên là mình chỉ trả thêm như này thôi rồi chúng ta đã xong câu 56 thì cách làm nó cũng na ná giống như câu 55 đúng không các bạn chúng ta qua câu 57 gia đình Bắc Khang dùng bóng đèn tiết kiệm điện và thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm điện nên trong tháng giêng gia đình bác chỉ dùng hết 95 kilowatt giờ chúng tôi đọc là kilowatt, kilowatt giờ. Và phải trả 161.930 đồng. Biết mức tiêu thụ sinh hoạt điện được quy định như sau. Mức 1, mức 2. Điện năng tiêu thụ, mức 1 là 50 kilowatt giờ đầu tiên. Mức 2 là 50 kilowatt giờ tiếp theo. Trong đó, giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 2 nhiều hơn giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1 là 56 đồng. Tính giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1. Thì thế này các bạn. Thì để mà khuyến khích tiết kiệm điện thì công ty điện lực đã đưa ra nhiều cái mức tính tiền điện khác nhau. Có nghĩa là thực tế là mình có 3 4 mức lần các bạn nhưng mà trong tính toán thì người ta cho hai mức cho các bạn làm cho đơn giản chứ thực tế là mình có nhiều mức lắm có nghĩa là mình tiêu thụ càng nhiều điện ha, càng nhiều điện thì những cái mức sau á giá tiền nó sẽ tăng lên tăng lên tăng lên có nghĩa là mức 1 ví dụ mức 1 là giá 1.000 đồng nhưng mà mức 2 là giá là 1.000 mức 3 là giá 1.500 mức 4 là giá 2.000 đó là thầy ví dụ nha Chứ còn thực tế là mức 1 là cũng, nghìn, cũng khoảng 1.600 đúng không các bạn? Mức 2 là cũng 1.800 Rồi mức 3 là 2.000 Mức 4 là 2.000, hai 2 nghìn, hai nghìn Chẳng hạn vậy nha Có nhiều mức Chúng ta càng dùng nhiều thì chúng ta càng trả nhiều Nhưng mà những cái mức sau nó trả nhiều hơn Hơn mức 1 Cụ thể là như thế này Thì bác dùng 95 kWh Người ta nói là 50 kWh Giờ đầu tiên có nghĩa là 50 kWh Đầu tiên Còn 50 kWh tiếp theo mà do bác dùng chỉ 95 kWh thôi Cho nên là tiếp theo là mình còn lại là 45 kWh Để tính mức tiếp theo Có nghĩa là khi mà tính tiền Gia đình bác Khang Thì người ta sẽ tính như sau Người ta lấy 50 Ta nhân cho giá tiền của mức 1 Rồi lấy 45 Nhân cho giá tiền của mức 2 Rồi cộng lại Sẽ cho ra tổng số tiền Thì Người ta cho mình biết rằng là 1 kg điện sinh hoạt ở mức 2 nhiều hơn giá của 1 kg xin lỗi 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 2 nhiều hơn giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1 là 56.000 đồng bảo chúng ta là tính giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1 tính giá ở mức 1 là bao nhiêu tiền đó thì cái cách tính là 50 nhân cho giá tiền ở mức 1 tiền giá tiền ở mức 1 rồi cộng cho 45 nhân cho giá tiền ở mức 2 đó ở mức 2 nha bây giờ bảo chúng ta là tính giá tiền ở mức 1 tính giá tiền mức 1 rồi bây giờ mình thấy nè à, vì nhà bác Khang dùng hết 95 kWh vì nhà bác Khang

ở ở mức 2 đó rồi bây giờ làm sao để chúng ta tìm giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1 mình thấy rằng là 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 2 nhiều hơn giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1 là 56.000 đồng mà Bắc Khang được tính tiền là 45 kWh ở mức 2 cho nên chúng ta có thể tính cái giá tiền trên lệch khi mà phải trả 45 kWh ở mức 2 là bao nhiêu thì có trên lệch này thì mình sẽ tính được là nếu mà không có tính tiền điện ở mức 2 thì bác sẽ trả bao nhiêu tiền bằng cách là chúng ta lấy tổng tiền chúng ta trừ cho cái phần trên lệch rồi từ đó muốn tính giá tiền điện sinh hoạt ở mức 1 chúng ta chỉ lấy bao nhiêu tiền mà chúng ta vừa tính đó mình chia cho

nên nên giá tiền 45 kWh ở mức 2 sẽ nhiều hơn 45 kWh ở mức 1 là 1 kW ở mức 2 nhiều hơn ở mức 1 là 56 000 đồng. Như vậy thì 45 kW ở mức 2 sẽ nhiều hơn là 56 nhân cho 45. À chúng ta cũng lấy máy tính chúng ta bấm. 56 nhân cho 45 chúng ta được 2520 đồng. Đó. Mình thấy là do ở mức 2 cả nhiều hơn mức 1. Cho nên là bác sau khi trả 45 kW ở mức 2 thì sẽ trả thêm nhiêu này. Như vậy thì mình thấy là nếu mà không có giá điện ở mức 2 thì sẽ trả bao nhiêu tiền? Nếu không có mức 2 hoặc là nếu mà chỉ có mức 1 ha, hoặc là nếu chỉ có mức 1. Nếu không có mức 2 thì Phát Khang chỉ trả bình thường là bác trả 161.930 161.930 bình thường là bác trả là 161.930 do cái mức 2 do 45 kWh ở mức 2 ở mức 2 đây nó nhiều tiền hơn ở mức 1 cho nên là bác phải trả dôi ra như này như vậy thì nếu mà không có mức 2 thì bác sẽ trả là mình trừ ra

nếu mà không có cái mức 2 thì bác sẽ trả như này có nghĩa là như này là theo mức 1 đúng không các bạn Đó. như vậy thì từ đây đề hỏi chúng ta là tính giá 1 kW điện sinh hoạt ở mức 1 vậy giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1 là tại sao lại có chữ sinh hoạt đây các bạn Tại sao là 1 kW điện sinh hoạt là sao? Tại sao là 1 kW điện sinh hoạt? Là do điện là người ta tính là điện công nghiệp khác. Điện mình dùng để kinh doanh người ta tính khác, giá khác. Còn điện để sinh hoạt người ta tính giá khác. Cho nên điện đây là dùng để sinh hoạt. Như là tắm, rửa, nấu nướng, đồ này nọ, các kiểu thắp sáng. Cho nên phải gọi là điện sinh hoạt. nha điện sinh hoạt Rồi điện mà dùng để sản xuất thì gọi là điện công nghiệp. Đó. Thì nếu mà không có mức hai thì bắt trả như này. Điều đó có nghĩa là Giá điện 1 kW ở mức 1 sẽ là 159410, chúng ta chia cho tổng số kW tiêu thụ là 95. Được không? Chia cho 95. Đáp. Chia cho 95, chúng ta sẽ được là 1678. 1678 đồng. Đó. Ok không các bạn? Do có điện ở mức hai cho nên bác trả dôi ra nhiêu này thực tế là vô nhiều hơn nha các bạn đây là về mặt bài toán thôi lý thuyết thôi trong bài toán thì vô ra như này còn thực tế thực tế trong cuộc sống của chúng ta thì nó sẽ vô ra rất là nhiều chứ không phải là như này thôi nha đó thì mình đã xong Cầu à, câu 57 Thì các bạn nào xem hết video thì nhớ nhắn tin cho thầy nha thầy an em là phạm quốc nam đã xem hết video của thầy và em đã hiểu hết hoặc là em không hiểu bài nào đó nha thầy muốn biết là các bạn có đủ kiên nhẫn để mà xem hết hay không mà những cái bài này dễ hơn những bài trước thì hy vọng là các bạn có xem hết nha rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau thầy an chúc các bạn học tốt